Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân về quê ăn Tết ngày càng đông, các địa phương đều hỗ trợ tốt cho người dân đầy đủ thông tin khi trở về cần phải thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 để họ nhận thấy lợi ích từ việc này, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành. Ông Đoàn Thế Trường hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh. Năm nay ông 60 tuổi. 41 năm qua, Tết này ông mới có điều kiện để về quê ăn Tết cùng người thân. Được nghe các phương tiện thông tin đại chúng về phòng chống dịch, ông thấy trách nhiệm của mình để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Tôi về quê thì trong cái lúc có dịch thì tôi rất ủng hộ là công tác phòng chống dịch của tỉnh này, của huyện và của xã, của thôn để đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người. Mặc dù có dịch nhưng không khí cũng vẫn phấn khởi, hào hứng. Trong không khí Tết đến xuân về, trước nồi bánh chưng, được gặp gỡ con cháu kể về những câu chuyện đời thường, được về quê ăn Tết mà thực hiện đầy đủ công tác phòng chống dịch. Gia đình ông và những gia đình khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ không còn phải nghe thấy tiếng còi xe cứu thương đưa người đi cách ly mà có một cái Tết đầm ấm sum vầy. Ban chỉ đạo phòng chống Covid xã Hải Triều chúng tôi đã họp và triển khai giao cho đối với các tổ phòng dịch thôn thì phải có trách nhiệm nắm bắt và theo dõi từ 40 đến 50 hộ, nắm bắt các hộ gia đình có con em mà có nhu cầu về quê ăn Tết, người dân người ta cũng hiểu. Hiện xã Hải Triều đã có 20 người về quê ăn Tết và đều thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ nay đến Tết, xã còn gần 30 người nữa đã chủ động liên hệ về với địa phương để biết khi về quê sẽ cần làm gì để phòng dịch. Chính quyền các địa phương đều đã triển khai đồng bộ theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra ngày 21 tháng 1. Tỉnh Hưng Yên đảm bảo cho người dân Hưng Yên được đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn.